Thì ra là ở đây hai bạn này cũng hủy với nó đây hả? Đủ đi mà. Đúng cái gì? Mà bắn số 7 trăm giờ tới 10 giờ nào sao giấu được. À, chị nhờ em theo dõi chồng của chị á. Nhưng mà bây giờ thì mấy thằng em đang theo ở bên đó rồi. À, thì mới biết được là anh cứ đi vô đi ra cái khu đó, đó. Xong anh ở bên nhà nghỉ với nó thôi. Ở một cái nhà nghỉ đó bữa giờ chứ không đi đâu hết á. Ở đó thôi đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ông ở mình không à, không ở với ai hết á, nhưng mà lâu lâu thuê gái qua. Trời. Ở gái làm á chứ không phải là bồ bịch gì đâu. Có được chút tiền bây giờ lại còn gái uống nữa. Thấy con bé nó qua được khoảng tầm lâu rồi đó, nửa tiếng rồi đó. Mình qua mất công thì làm xong bé nó về mất tiêu. Thì bây giờ em qua bên đó, mình vô Bắc Giang á, thì mình bắt nhẹ nhàng thôi chị nhá, không có quýnh, không có đập. Tại vì mình phải văn minh tí ha. Tại vì bây giờ chị quýnh gì đập thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết á. Không, chị quýnh thì nó chị đang quen nha. Đúng rồi, sao? Nói với anh thôi, còn con bé kia nó không liên quan nha. Tại vì bé kia nó làm dịch vụ. Mình gọi, mình đưa tiền thì nó qua thôi, chứ không phải cặp bồ cặp bịch gì hết. Mình không quấn con bé đó ha, không nói chuyện tới bé đó luôn ha. Chỉ nói chuyện với anh thôi cho nó rõ ràng thôi ha. Chị chỉ muốn nói chuyện với ông thôi mà, hai tháng nay là cứ bỏ nhà đi không biết mất tích đi đâu luôn. Đó, lúc trước thì nhà cũng khó khăn chứ đâu phải là giàu có gì như người ta đâu. Bây giờ trúng số được ít tiền cái là bắt đầu dở thói ăn chơi rồi lại mướn gái cứu về nữa. Mà cái vụ trúng số là đúng chính xác đúng không chị? Trời ơi, cái con nhỏ với bán vé số hay lợi nhà nè, nó lợi lên nó báo liền chứ gì đâu. Trúng 100 hả? 100 triệu duy nhất đó. Chứ ít tiền ha. 100 triệu chắc chạy đục đắt chứ. Dài có khít chứ. Dài nhất hả? Thì bây giờ mình cứ qua đó đi rồi mình nói chuyện với anh cho rõ ràng là được rồi ha. Chứ còn nó không có quýnh lộn quýnh lào gì nha. Không, chị qua em làm thôi, chứ tại không vì lộn lào gì tại đâu. Vì em làm việc em làm cho chị thì em không thích kiểu nó kiểu đó hiểu không? Mất công rồi em mang tiếng ha. Rồi, ok. Okay. Giờ liền em thôi, không yên tâm có người theo ở bên rồi, giờ đi qua thôi ha. Rồi em với chị qua đó luôn. Phụ nữ rất là thiệt thòi, lo cho chồng lo cho con mà chả bây giờ lo cho bản thân cả. Ở đây á dùng có 4 mùa nước hoa, một lọ là 370.000. Bên này á dùng có một bộ mỹ phẩm làm trắng da toàn diện, giá của nó là 499.000. Mọi người quan tâm á thì mua ủng hộ dùng. Cảm ơn mọi người, mời mọi người xem tiếp video. Anh ơi, mở cửa ấy, anh ơi. Mở cửa. Thì ra là ở đây hai bạn này cũng hủy với nó đây hả? Làm gì? Ông làm gì đây với nó? Bà đủ tôi đi mà. Đủ cái gì? Em có làm gì vậy? Nó nói gì mà đủ tôi đi mà tụi bạn hỏi gì đã? Lớp này nào? Tớ bà không đủ tôi đi hoài mà bà còn hỏi nữa. Chứ nhà không lo làm ăn, có một mình tôi nè, buôn gánh bán hương bán bánh mì, lo cho cả gia đình, cho con gái ăn học. Ông làm được cái gì không? Thì là ở bà không có tiền mà đủ tôi đi hoài thì tôi đi. Bà muốn ở đây ở đây bao nhiêu tiền đây? Chuyện đó bà không cần biết. Cả hai tháng nay luôn. Chuyện đó chuyện của tôi, bà đủ tôi đi thì tôi đi thôi. Đuổi ông đi, chứ không phải hả là hai tháng trước ông trúng số 100 triệu xong rồi thì đến đây muốn phòng đi ăn chơi hả? Ai nói rồi? Không phải một mình tôi biết đâu, mà cả cái làng mình biết rồi, cả khu phố biết hết luôn rồi. Tôi trúng hồi nào? Tôi trúng đâu? Ông nghĩ ông trúng số không ai biết hết hả? Tôi không trúng. Sao không trúng? Ai nói vậy? Nhỏ bán vé số kèn, nó hay là nhà mình kèn, nó là ông vừa mới trúng cái lợi là nó báo liền rồi, tôi biết rồi. Ai mà đuổi tôi đi, tôi đâu muốn. Anh ngồi chỗ này, ngồi xuống kia đâu mà. Ngồi xuống kia. Thấy cái này biết được nào? Không nhờ đâu ấy á, mà theo dõi ông á hả? Tôi không phải biết ông ở đây luôn đó. Cái này là em đi nhờ chị nhờ em quay lại anh. Anh ở đâu cũng không, em đi tìm hiểu thì em biết được anh ở đây. Clip này kia anh quay lại làm bằng chứng. Là vì sao? Anh có gì có cái khô, có con có cái. Bây giờ anh đi nhà nghỉ ngủ với người khác không được. Thế là sao không được? Bây giờ tụi này đi tù rồi đó. Bà đủ luôn đi, không có biết gì đâu mà nói. Anh muốn đi là đi gì cũng đi được. Hiểu không? Anh đi chỗ khác rồi thì được, nhưng mà anh ngủ với gái không được. Muốn ngủ với gái là phải là đi gì? Đó, bây giờ mình phải rõ ràng một thêm cái nữa. Anh sống phải có tiền có nghĩa đúng không? Anh ở với chị từ lúc mà anh không có gì. Chị làm bán bánh mì lo cho anh. Lo hết tất cả mọi thứ, anh không có việc làm. Đến khi anh có tiền một cái, anh cũng số 100 triệu cái em bỏ anh đi. Bà đủ tôi mà! Ông có nghĩ đến vợ đến con hay không?
nhưng mà đúng số thì bị ít nữa. Anh phải nhìn lại con cái anh nữa sao? Ai nuôi con cái anh? Thì bà cứ đủ tôi đi hoài, cô đi cho bà coi. Cả hai tháng nay đó, có mình tôi lo cho con cái anh học đó. Ông đi đâu? Ông làm cha kiểu gì vậy hả? Anh biết mà đủ thôi. Tôi đâu có muốn. Chứ ông ở nhà suốt ngày ăn chơi này đó, có làm được cái gì không? Tôi nói một tiếng thì ông là bỏ đi. Anh tiêu hết tiền nha. Tôi có trúng số đâu mà tiêu. Ông cả làng biết rồi. Ông nói là anh thật sự tôi biết đây ông trúng số không? Ông đừng nói là không trúng số tôi. Cả làng biết rồi. Không có trúng số lấy tiền. Ông không trúng. Không có tiền, không trúng số thì ông lấy tiền đâu ra ông uống chỗ này ông ở cả hai tháng trời. Rồi còn bao nhỏ này nữa hả? Em là bùa hay là tiền đâu? Là em làm. Tôi trúng 10 triệu à. Trúng 10 triệu. Hả? Quà em tới hả? Ông phải tới bao nhiêu em? Giá cả mọi chuyện bất công. Mà bây giờ mình có tiền sao mình có gái được? Có trúng số không? Tôi trúng có 10 triệu à. Bà bán cái số bà trúng 100 giờ mà cứ trúng 10 triệu là sao? Sao mình giấu được? Thì giờ tôi còn có 10 triệu à. Trời ơi 100 triệu. Mà ông xài 2 tháng trời mà có 10 triệu. Ông xài 90 triệu đó. Rồi tiêu hết tiền rồi về nhà và nuôi tiếp hả? Dạ để bà nuôi tôi đi. Giờ tiêu hết tiền về nhà và nuôi tiếp hả? Tôi bỏ đi luôn. Đi luôn hả? Bỏ đi luôn đi giờ. Tự xong tự sinh tự diệt đi. Không ai lo cho nữa đâu. Con cái sao? Con cái để con nuôi đi. Thì không nuôi con mình đâu. Đã bỏ đủ tôi đi mà. Mà con mình nuôi ba tuổi kề ba. Con mình má. Ông nói chuyện sao mà vô trách nhiệm quá vậy? Ông làm cha kiểu gì vậy hả? Con cái không lo. Để mình tôi lo từ trước giờ. Hai biểu mà đủ tôi đi. Giờ là thì đi luôn hay sao? Tôi không biết luôn cái gì nữa. Có còn tiền mà còn nhiều chứ. Ở đây cùng lắm thuê tháng mấy triệu nhiêu. Tiền tha hồ tiêu cả năm là chưa hết nhỉ. Cả trăm triệu mà. Đúng không? Nếu mà muốn đi á thì về nhà ly hôn chị. Rồi có trách nhiệm với con cái không thì lên tòa mình giải quyết luôn. Nếu mà mình có không có thì tùy. Tại vì chị bán cái miền chị cũng lo được cho con cái mà đúng không? Đúng rồi. Từ đâu trước giờ tôi lo cho con cái chứ đâu có lo được cái gì đâu. Đâu cần thiết, quan trọng là hai anh chị còn tình cảm thì về mà không còn thì lấy chị cho chị thoải mái chị lấy rồi sao? Vậy đó nó đủ tôi đi nữa à? Sao trước khi đuổi anh đi là sao đấy? Ông suốt ngày đề đớn có lo làm ăn gì đâu. Có một mình tôi lên bán bánh mì thôi đó, nuôi cho con cái ăn học. Ông có lo được miếng nào không? Là sao chị có hay nói đuổi đi này kia hả? Thì tôi tức quá, tôi nói ông làm đi khỏi trước mắt tôi đi, đừng có lỡ nhà nữa. Đó, nói chưa? Bà đuổi tôi đi mà. Sao chị vậy nào? Biết mà nhưng mà sao mình không đi làm mà mình chơi đây đó mà chi cho bà đuổi? Thì làm ăn khó khăn thất nghiệp. Thất nghiệp mà còn đi ghé thì về đó nữa. Ghé số nữa. Một ngày biết bao nhiêu tiền? Ăn thì không thấy đâu mà thấy tổng thu không à? Bé em không liên quan thì em cứ ngồi bên kia đi ha. Em giờ làm việc cho mà không sao ha. Về xem này, giờ đi về với chị hay sao? Bây giờ trước đi rồi giờ sao? Ủa tới đây với nó rồi đó hả? Gì? Tôi bắt đầu như vậy. Còn tiền không? Mà còn tiền không về? Hả? Còn 10 triệu à? Trời ơi trời, 100 triệu. Ăn chơi cả 2 tháng trời còn có 10 triệu. Ăn chơi kiểu gì vậy mà trời? Lấy đâu ra 100 triệu? Chứ đâu ra, chứ còn cái số đó tôi chứ sao tôi không biết được. Nó xạo quá. Xạo gì mà xạo? Ơi, sao bây giờ nếu mà chị cái chuyện cho anh về đó. Bây giờ ông về có lời tiên thường chiến thủ làm ăn hay không? Hay là trước ngày đề đớp nữa? Trước đi tôi vậy. Tôi muốn đi nữa đúng không? Nay gì? Tôi về luôn. Về luôn. Về luôn đứng lên, chọn đâu? Ngồi yên đi bác, ngồi yên đi. Xong rồi mấy anh chị về hết ra thanh toán tiền cho là em về xong hả? Không đi về cùng mất công chị không kiểm soát được chị của em. Về đi tôi đó. Thôi đi về xong em đi về luôn nha, ra thanh toán hết tiền ngoài kia rồi. Phụ nữ rất là thiệt thòi, lo cho chồng lo cho con mà chả bây giờ lo cho bản thân cả. Ở đây á dùng có 4 mùa nước hoa, một lọ là 370.000. Bên này á dùng có một bộ mỹ phẩm làm trắng da toàn diện, giá của nó là 499.000. Mọi người quan tâm thì mua ủng hộ dùng. Cảm ơn mọi người.